Ok, hello, xin chào mọi người. Để tạo dựng cho mọi người một cái cộng đồng game hùng mạnh thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái địa điểm để mọi người có thể tìm mua app và đăng bán app game, giao bán app game một cách nhanh nhất, hỗ trợ mọi người tận răng luôn. Đầu tiên mọi người tìm giúp mình trên Google Shop Monsu. Chỉ cần như thế này thôi. Hoặc có thể thêm .com cho chắc chắc chắn. Sau đó truy cập vào shop. Tại đây thì các bạn có thể tìm mua những cái app game mà các bạn mong muốn. Hiện tại bây giờ mình đã bắt đầu mở bán những app game của tựa game Thiếu Niên Ba Quy rồi, nên là anh em có thể lên shop app của mình để tìm mua app game của Thiếu Niên Ba Quy nhá. Và ngoài ra nếu anh em muốn đăng bán app trên shop app của mình thì hãy liên hệ với mình. Hiện tại bây giờ mình đang miễn phí đăng bán app cho 10 app đầu tiên đăng trên shop, anh em cứ thoải mái và tẹt bô đây. Rồi, đối với những anh em nào muốn bán app thì ở trên thanh công cụ mọi người vào phần Thiếu Niên Ba Quy giúp mình. Đấy, ở đây nó sẽ lọc vào những cái app hiện tại trên shop mình đang bán. Và những anh em nào muốn đăng app lên shop app của mình thì cứ liên hệ mình sẽ đăng bán app cho các bạn. Không cần phải đưa app, chỉ cần đưa ảnh và giá tiền thôi, mình đã đăng cho các bạn, hỗ trợ các bạn bán app một cách nhanh nhất. Ok. Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm qua thì game nó vừa update đúng không ạ? Đây là nó có một số cái tính năng mới mà mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Đấy, cụ thể cho mọi người chi tiết cho anh em có thể dễ hiểu. Event gì à, hoạt động gì nhỉ? Chiến định quân sơn à, tên cũng rất là thú vị. Cái hoạt động này thì nó diễn ra như thế này, nó thì tất nhiên là diễn ra hàng ngày rồi. Đấy, diễn ra hàng ngày và cái nhiệm vụ của chúng ta đó là phải tham gia vào tổ đội để có thể đánh, đấy, chiếm, công phá thành các thể loại để kiếm được điểm vinh dự. Điểm vinh dự này thì chúng ta sẽ dùng để mà đổi đổi lấy cái mã, đổi lấy cái quà ở trong cái tiệm huy chương này. Đấy, chúng ta có thưởng tuần và cái quà quan trọng nhất đó là hai cái vật phẩm này. Đấy, một cái là lân phù, đấy, một cái là mặc lân phù, một cái là bạch lân phù. Đấy, nên là một trong hai nguyên liệu này có cái nó là đều là nguyên liệu nâng bảo vật hết. Đấy, cái này là dùng để nâng sách. Còn cái này là dùng để nâng ấn. Đấy, cái này là dùng nâng sách, cái này là dùng để nâng ấn lên bảo vật kim. Đấy, còn cái này nó là cái đá tinh hoa trang bị vàng này thì anh em đều biết rồi. Ở trong phần thần binh ấy, ở trong phần thần trang ấy, thì chúng ta thấy là nó sẽ đổi bằng cái đá nguyên liệu này. Đấy, đấy, thì nó cũng có thể đổi được ở đây. Đấy, sơ qua về hai cái vật phẩm này nhỉ. Đây, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở trong cái hoạt động này như sau. Đầu tiên đó là hàng ngày chúng ta sẽ có mặc định là 3 lượt di chuyển. Hàng ngày chúng ta sẽ có mặc định là 3 lượt đánh. VIP thì có thể mua thêm, như đây VIP 5 có thể mua thêm một lần nữa. Như VIP 10 cũng có thể mua thêm 2 lần hay sao ấy. Đấy, thì chúng ta có thể tìm đội hoặc là tạo đội để mời anh em tham gia, hoặc là tìm đội để tìm những cái đội nó đang thiếu người. Đấy, hoạt động này diễn ra hàng hàng ngày nên là nó cách nhật cái số đường đường đánh. Đấy, ngày hôm nay là hai đường thì ngày hôm sau sẽ là 3 đường. Đấy, nó cứ luân phiên nhau như vậy. Và cái thời anh em nên đọc này, thời gian diễn ra từ lúc 12 giờ đến 14 giờ và 18 giờ đến 20 giờ sẽ nhận được cái điểm vinh dự gấp đôi. Đấy, ngoài ra thì khi mà tạo trận đấy như này chẳng hạn, mình tạo đội một phát như này. Đấy, thì nếu như mà có thêm anh em cùng server hay là gọi là người chơi ấy, có thêm người chơi hoặc là anh em quân đoàn thì nó sẽ tăng cái huy chương này thêm số lượng phần trăm nhất định. Đấy, tất nhiên một tổ đội sẽ có 5 người trừ bạn ra. Đấy, thì cứ thêm một người sẽ là 5%. Đấy, cứ thêm một người sẽ là 5%. Đấy, và cái lượt đánh này thì nó cũng sẽ tìm trận một cách rất là mặc định theo lực chiến, gọi là lực chiến trung bình. Đấy, còn nếu mà có quá ít tổ đội đi thì nó sẽ ghép với những tổ đội đang ghép nên rất dễ gặp được top. Đấy, thì nó tính lượt đánh như nào thì nếu như mà là 2 đường thì bên nào có số lượng người nhiều hơn thì sẽ win. Đấy, bởi vì nó chỉ có 2 đường. Còn với trường hợp là 3 đường thì bên nào có nhiều đường hơn. Ôi, cái gì đấy các bạn? Không không không, tôi đang làm video, tôi không có đi. Làm sao nhỉ? Anh em làm sao nhỉ? Chán tê. Đây đây. Với 3 đường ấy thì số
bên nào mà chiếm được nhiều đường hơn thì bên đấy sẽ win. Đấy, ví dụ như là có 3 đường thì có thể là bên bên team tôi chẳng hạn có tận 4 ông đang còn sống và giữ thẳng cái đường này. Nhưng bên kia nó chỉ có 2 ông còn còn sống thôi, nhưng mà mỗi ông đứng một đường thì bên họ vẫn win. Đấy, còn với trường hợp mà hòa thì như thế nào? Với trường hợp hòa thì nó sẽ diễn ra ở cái đường thứ hai này là nhiều này, ở hai đường là rất là nhiều. Đấy, hòa đó là khi mà mỗi bên sẽ đánh được thắng một đường và số lượng tướng nó sẽ như nhau, thì lúc lúc đấy nó sẽ gom về một đường và hai bên sẽ PK PK số người sống sót với nhau. Đấy, bên nào thắng thì bên đấy sẽ thắng chung cuộc. Đấy, đấy là về cái cách đi đường này của anh em. Nói chung là cứ nếu mà hòa ấy, trạng thái hòa là sẽ tự động tạo đội và choảng nhau một lần nữa. Bây giờ chắc chắn là mình không đi đâu bởi vì nó sẽ không được cái điểm vinh dự cao ấy, nên mình sẽ không đi. Đấy. Và cái điểm mà huy chương hàng ngày thì anh em sẽ dùng để đổi cái mặc lân phù và bạch lân phù này để nâng cấp cái bảo vật của các bạn. Đấy, như kiểu là sách và ấn này. Đấy, sách và ấn. Đấy, tăng kim này. Đấy, còn bây giờ cái vấn đề là sẽ phải cần bao nhiêu để có thể nâng được cái này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sang bản Trung Quốc để tổng hợp cho anh em cái số lượng nguyên liệu để có thể nâng một cái bảo vật lên kim. Ok chưa? Đây. Mình sẽ tháo một cái bảo vật của con này xuống. Như này chẳng hạn. Đấy. Bảo vật đâu nhỉ? Đây. Đây, thật mình có nên giã ra không nhỉ? 65 bảo vật. Không biết tôi có nên xay ra không để tôi nâng lại cho mọi người xem từng bậc sẽ tốn bao nhiêu. Nhưng mà đây, số lượng của nó sẽ là 232 232 cái bạch lân phù và 75 cái viên đá. Cái này gọi là đá gì nhỉ? Đá đá thôi, sang bên bản Việt Nam nó xem nó gọi là đá gì, đọc tên cho nó chuẩn không anh em phải chửi tôi. Đá tăng kim thái cực à? Ui, tăng kim thái cực. Ừ đấy. Và 75 viên đá tăng kim thái cực. Đấy. Có nên làm liều phát không ta? Đây, thôi rồi. Đã mất công mua mâm thì tôi sẽ cố đâm cho nó thủng. Đây, đây mình sẽ nâng cái bảo vật này lên kim cho mọi người để anh em xem số lượng của từng nguyên liệu này. Đấy, những cái mốc đầu tiên này chúng ta có bậc đầu này, 2 viên này, đấy, 4 viên này, đấy, xong rồi tốn 10 cái của mẹ gì thái cực chứ nhở, tôi quên sử tên rồi, đấy, thêm 10 thái cực này, đấy, chúng ta sẽ lên được bậc đầu này, tiếp tục 6 này, 9 này, đấy, 12 này, 15 này, đấy, xong rồi sẽ tốn 25 cái thái cực để lên được bậc tiếp theo. 16 này, 18 này, 20 này, nghĩa là cứ mỗi bậc nó sẽ tăng lên kiểu hai đơn vị của cái nguyên liệu này ấy. 24 này, 26 này, 28 này, 30 này và 40 cái thái cực. Đấy là các bạn có thể hoàn tất nâng một cái bảo vật lên kim. Hoàn tất nâng một cái bảo vật lên kim. Đấy. Đấy là về cái nâng cái bảo vật này lên kim như thế nào. Đấy. Như vậy là mình đã show cho mọi người cái nguyên liệu, số lượng nguyên liệu này, từng bậc nguyên liệu sẽ cần bao nhiêu rồi. Đấy, để có thể nâng được một cái món bảo vật lên kim. Sách ấn thì nó như nhau thôi, nó không khác gì nhau cả đâu. Đấy, nguyên liệu nó đều như thế hết. Đấy. Ok, nói chung là ở cái video lần này thì mình đã review cho anh em xem cái hoạt động mới ra mắt ở bên bản Việt Nam. Đó là hoạt động chiến định quân sơn. Đấy, hoạt động này mấu chốt nó nằm ở cái đổi nguyên liệu để nâng kim của bảo vật và số lượng nguyên liệu để có thể đầy đủ để có thể nâng một món lên kim bảo vật là bao nhiêu. Đấy, cá nhân mình thì mình nghĩ anh em nên ưu tiên nâng sách trước thì sẽ lợi hơn. Đấy, ok, nói chung là video ngày hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình. Còn bây giờ thì xin phép được kết thúc video ở đây thôi. Đấy, cộng đồng game thảo luận về game và cộng đồng mua bán game mình để hết dưới phần mô tả video. Đấy, anh em mà có muốn xem các video khác ở trên kênh của mình thì nó đều có đầy đủ ở trên kênh, anh em có thể bấm vào để xem nhé.
Đấy, đặc biệt là các video review về các tướng mới, đấy, tử kim, kim tướng các kiểu sẽ được update sớm trong thời gian sắp tới. Ở bản Việt Nam mình đều có review chi tiết cho mọi người để mọi người có thể chuẩn bị trước rồi. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình đến thời điểm này. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người nhá.